One Punch Man 193 cộng Garu hành trình hóa quỷ gia tăng sức mạnh. Vậy là sau tất cả, đến chapter mới 193 vừa rồi, Garu cuối cùng cũng đã xuất hiện ở dạng hóa quỷ. Để đạt đến trạng thái mới ấy, Garu đã trải qua một hành trình rất dài. Trên hành trình đó, không ít lần thợ săn anh hùng đã bị đánh bại, nhưng ở mỗi lần như thế, thay vì bỏ cuộc, anh ta lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Gục ngã là từ khóa không xuất hiện trong tâm trí Garu. Dù cho nếu nhận xét một cách khách quan nhất thì mục tiêu mà Garu đang theo đuổi và cái cách mà anh ta thực hiện điều đó là hoàn toàn sai trái. Trên thực tế, Garu là một nhân vật phản diện được rất nhiều fan yêu quý. Cá nhân mình cũng là một trong số đó. Đó là vì anh ấy nằm giữa lằn ranh của cái thiện và cái ác. Nếu nói Garu là quái vật thì cũng hoàn toàn đúng. Nhưng mà khi ta nhận xét rằng anh ấy là người tiên phong cố gắng phá bỏ sự bất công trong xã hội thì cũng không sai. Mục tiêu và cách làm của Garu là sai, nhưng mà sâu thẳm trong ước muốn của anh chàng là một thứ rất nhân văn, đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Và trước khi chứng kiến màn thể hiện sức mạnh của Garu trong những chapter tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại hành trình đầy khó khăn của thợ săn anh hùng để có thể đạt được ngưỡng sức mạnh hóa quỷ như hiện tại. Một lần nữa chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Weebu Never Die. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thuận lợi nhé! Ám ảnh tuổi thơ hình thành nên tư tưởng quái vật. Khác với Nguyễn Duy, Ánh Trăng, hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể. Hồi nhỏ Garu sống với những bất công mà xã hội tạo nên. Là một cậu bé trầm tính, không có gì nổi bật, Garu luôn phải chịu cảnh bị những đứa trẻ khác bắt làm quái vật trong trò chơi siêu anh hùng. Từ điều đó, Garu dần có được sự cảm thông với quái vật. Anh cho rằng quái vật mới là những kẻ cố gắng nhất, nhưng mà tại sao sau tất cả chúng luôn thua? Đó là điều mà Garu không thể chấp nhận được. Cộng với những tổn thương mà anh phải chịu đựng từ việc dù cho cố giải thích như thế nào thì chẳng ai hiểu anh hết. Thầy giáo, bố mẹ và cả xã hội đều không hiểu anh. Do đó, Garu đã nung nấu ý định trở thành một con quái vật không bao giờ bị đánh bại ngay từ lúc còn bé. Nói một chút về con quái vật mà Garu muốn trở thành. Đơn giản, nó không phải là một con quái vật thuần túy mà nó là một con người bị tổn thương, lầm đường, lạc lối. Chẳng có ai giúp anh thoát khỏi cái suy nghĩ lệch lạc đó. Hay nói cách khác, Garu muốn trở thành quái vật chỉ đơn giản là một con người yếu đuối, tổn thương đến mức đường cùng. Nếu là một con quái vật thực sự, Garu đã không cố cứu Tario thoát khỏi loạt đạn của Death Gatling, hay sau đó là đánh chết đồ tể hoàng gia để cứu cậu bé. Garu đơn giản là muốn tất cả con người phải sợ hãi anh, để rồi thay vì bắt nạt lẫn nhau, bọn họ sẽ đoàn kết yêu thương nhau nhiều hơn. Anh em có thể theo dõi lại chapter 183 để hiểu rõ hơn về cái ác mà Garu theo đuổi. Thực tế có những người đã cố gắng giúp cho Garu thoát khỏi tư tưởng sai lầm ấy, nhưng vấn đề là nó đã quá muộn. Chúng ta có Tario, cậu bé vô cùng dễ thương, người mà Garu có thể làm bạn bởi những đồng cảm với tuổi thơ của mình. Bang cũng là người cố xoa dịu và ngầm giúp Garu nhận ra con đường sai trái đó, nhưng mà ám ảnh của Garu là quá lớn, khó có thể hóa giải được. Bang đã có thể giết Garu, nhưng mà ông không làm vậy. Thậm chí lúc đánh nhau trước khi Garu được Phoenix Man đưa đi, Bang đã tỏ ra vô cùng lo lắng khi Garu cố gắng chống trả. Ông sợ Garu sẽ chết, đơn giản vì ông thấu hiểu nỗi đau của đồ đệ. Tất cả những gì Bang muốn làm lúc đó chỉ đơn giản là ông cố giúp cho Garu hiểu cái sai của mình. Theo bản gốc, sau khi bị Saitama đấm cho biến lại thành người, Bang cũng đã đánh Garu, nhưng tất cả những đòn đánh đó đều không có một chút sát thương nào vì ông biết Saitama đã thông não được Garu, đồ đệ của mình sẽ không đáng phải nhận cái chết. Có lẽ lúc đó Bang đã rất vui, nhưng ông cố giấu ở trong lòng. Hành trình dài để hóa quỷ của Garu. Ở hành trình này, mình sẽ điểm lại những dấu mốc quan trọng trong việc tăng tiến sức mạnh lẫn ý chí của thợ săn anh hùng để có thể hóa quỷ như là chapter 193 hiện tại. Như ở phần trên, mình đã nói về tuổi thơ của Garu nên câu chuyện sẽ bắt đầu từ lúc Garu trở thành đồ đệ của Bang với môn võ nước chảy đá mòn. Đây là bước đầu tiên để cho Garu có được sức mạnh cơ bản nhất. Là một thiên tài võ thuật, Garu nhanh chóng nắm bắt tất cả những gì mà Bang đã chỉ dạy. Sau đó, thay vì biết ơn Bang, Garu đã đá đổ bát cơm của ông già khi đánh tàn phế tất cả những anh em khác cùng võ đường. Garu ngay lập tức bị Bang đập cho một trận và trục xuất khỏi môn phái. Garu lúc này cũng bắt đầu tiến hành đi săn các anh hùng khác để thực hiện giấc mơ từ thuở nhỏ của mình. Anh bắt đầu với những anh hùng hạng thấp. Điểm nhấn cho sự xuất hiện của cái tên thợ săn anh hùng bắt đầu từ việc Garu xuất hiện ở buổi chiêu mộ anh hùng của Hiệp hội. Tại đây, Garu đã đánh bại 3 anh hùng cấp A là Fundoshi, Lam Hỏa và Anh Chàng Ảo Thuật. Cả 3 đều rất mạnh khi đứng lần lượt ở vị trí số 5, 6 và 7 lớp A, nhưng đều dễ dàng bị Garu đánh bại. Cùng với đó, Garu cũng đánh bại tất cả bọn tội phạm nguy hiểm như một thông điệp gửi đến Hiệp hội Anh Hùng về sự xuất hiện của một phản diện mới. Trận chiến quan trọng tiếp theo của Garu là với Thanh Top Master.
Đây là trận chiến đánh dấu việc Garou lần đầu tiên chạm trán với một anh hùng cấp S, những người được đánh giá là mang sức mạnh rất lớn. Ở trận đánh này, lần đầu tiên ta thấy được Garou bị áp đảo, nhưng mà đó chỉ là khi anh chưa sử dụng đến môn võ nước chảy đá mòn, bởi khi dùng nó, Garou sợ mình phải mang ơn bang. Dù thế thì do một phần phấn khích, một phần bị đập khá đau, Garou đã đáp trả bằng cách hạ gục thành Top Master và tất cả đồng bọn. Hai thanh niên Mumen Rider cùng với Charanco cũng tranh thủ bu vào Garou kiếm tí hành. Thông qua trận đánh, Garou khẳng định năng lực chiến đấu của mình hoàn toàn đủ sức để đánh bại một số anh hùng cấp S. Ở trận đánh với chảy sắt, Garou mặc dù đã chiến thắng nhưng mà anh cũng cảm nhận được rằng chiến đấu với các anh hùng cấp S sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Garou cảm nhận được việc nếu mình dính phải một chùy của chảy sắt, chắc chắn anh sẽ chết. Một đánh giá quan trọng trong bối cảnh anh chàng sẽ còn đụng độ với rất nhiều các anh hùng cấp S khác vô cùng mạnh mẽ. Ở đây ta cũng thấy Garou mặc dù nhận mình là kẻ ác nhưng mà dường như anh rất tôn trọng và nhường nhịn trẻ em khi mà dễ dàng chấp nhận lời của Zenko, em gái của chùy sắt là sẽ không đánh nhau nữa. Giống như trước đó, Garou cũng tôn trọng Thario khi cậu bé không cho mình mượn cuốn sổ anh hùng. Đó là sự khác biệt và là phần người của Garou, mặc cho anh luôn cho mình là quái vật. Garou cũng biết được anh đang được quan tâm bởi hiệp hội quái vật, nhưng Garou thể hiện thái độ không quan tâm lắm đến bọn này. Tiếp đó, Garou đã chạm trán với chó canh phòng. Đây là đối thủ khiến thợ săn quái vật phải chịu thất bại, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng thất bại này là vô cùng quý giá với Garou. Anh biết được quyền pháp của mình thực tế chưa được bang truyền dạy đầy đủ, cần phải hoàn thiện hơn. Mặt khác, Garou cũng đã học được kỹ thuật di chuyển như loài chó rất lợi hại, thứ mà Garou đã thi triển khi đấu với nhóm anh hùng cấp A và bang. Sau trận đánh với chó canh phòng, Garou cũng chạm trán King trong tình trạng bị thương khá nặng. Với nhẫn thuật bạn tao là Saitama, Garou đã bị King đánh cho không trượt phát nào, khiến anh chàng bị thương rất nặng. Mặc dù thế, phần nào chúng ta cũng đã chứng kiến được tiềm năng thúc đẩy sức mạnh từ ý chí của Garou. Đây là một bước tiến quan trọng trong sức mạnh của anh chàng, mà phần nhiều nó được thể hiện bằng sự gia tăng tốc độ, sát thương đòn đánh và nổi bật nhất là khả năng hồi phục của anh chàng sau này. Garou với Class A, Bang, Bomb. Trận chiến bản lề cho sự tiến hóa của Garou đến từ lần đối đầu với nhóm anh hùng lớp A và Bang. Trước đó, Garou đã bị thương rất nặng, sốt cao nhiều ngày sau đòn đánh của Saitama. Dù thế nhưng mà anh chàng vẫn bị nhóm anh hùng cấp A do Death Gatling dẫn đầu tấn công. Đối mặt với nhóm anh hùng này, những ký ức bị bắt nạt trong Garou trỗi dậy, từ đó Garou trở nên quyết tâm hơn trong công cuộc trở thành cái ác của mình. Như Garou đã nghĩ ở chapter 122, bọn chúng chính là những bậc thang trên con đường trở thành quái vật thực sự của mình. Một ý nghĩ bị chính cái thực tại bất công như quá khứ đem lại. Đặc biệt hơn là sau đó, khi đối mặt với Genos và Bang, Garou đã gần như phá vỡ giới hạn của mình bằng ý chí vô cùng mạnh mẽ. Gần như Garou đã chạm ngưỡng cái chết, nhưng mà ý chí chính là thứ khiến cho anh vẫn đứng dậy chiến đấu với một sức mạnh kinh khủng hơn nữa. Ở lần này, bản chất quái vật của Garou cũng dần hiện rõ hơn với một sát khí khá lớn. Sau đó Garou đã được Phoenix Man giải cứu. Trận chiến với Orochi, hợp kim đen bóng. Với trận đánh trước đó, Garou đã thức tỉnh được con quái vật trong mình. Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ mạnh để có thể chiến thắng được Orochi, kẻ được mệnh danh là vua quái vật. Nhưng vẫn như thường lệ, Orochi cũng chỉ là chất xúc tác cho sự phát triển mạnh mẽ của Garou trong giai đoạn này. Thua anh hùng, thua cả quái vật, gần như là đủ để Garou thúc đẩy ý chí đến mức tuyệt đối. Và siêu hợp kim đen bóng chính là người cuối cùng hoàn thiện cho một hành trình dài của Garou. Anh đen là nhân vật cuối cùng cho đến hiện tại mở khóa cho quá trình phá kén bị chiếm hữu hoàn toàn bởi quái vật của Garou. Bị anh đen đấm nát toàn bộ xương trong cơ thể, nhưng Garou vẫn chiến đấu ngày càng mạnh hơn. Đó không còn là Garou bình thường mà đã là quái vật Garou sắp hoàn thiện. Ý chí của một con quái vật đã đủ đánh bại được siêu hợp kim đen bóng, một anh hùng. Tất cả mọi chỉ số của Garou cũng được tăng lên một cách chóng mặt và dần hoàn thiện. Mọi chuyện sau đó thì chúng ta đã biết, sau khi anh đen lên mặt đất thì Garou đã bước vào giai đoạn bị chiếm hữu hoàn toàn bởi hình thái quái vật. Đến chapter 193 vừa rồi thì Garou đã xuất hiện trong trạng thái quái vật. Dường như ý thức con người của Garou đã hoàn toàn biến mất, chuẩn bị cho chuyến đi săn cuối cùng của mình. Đối với Garou, đó thực sự là một chặng đường dài với đầy những khó khăn, tổn thương, máu và cả nước mắt. Dù cho nó có sai đi nữa thì thực sự mình cũng vô cùng ấn tượng về Garou. Liệu Garou đã hoàn thiện hình thể quái vật? Theo bản gốc thì hình thái hiện tại của Garou mới chỉ ở dạng quái vật cơ bản. Anh ta sẽ còn một số dạng khác nữa, nào là mọc sừng, mọc cánh các kiểu con đà điểu. Mình tin là Garou sẽ có thêm vài dạng quái vật khác và chúng sẽ mạnh hơn dạng cơ bản này. Nhưng mà nếu đánh giá thì chỉ đến đây thôi là đủ ấn tượng với mình lắm rồi. Bởi khi Garou đã đối đầu với Saitama thì có hóa gì đi chăng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có chăng nó chỉ tô đậm thêm cho sức mạnh của anh chàng một chút mà thôi.
Trên đây là video điểm lại về hành trình hóa quái vật của Garou. Hy vọng là anh em sẽ thích video này. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.